với mô hình xen canh cây ăn trái trong vườn cà phê, nhà vườn cần lưu ý những gì trong khâu chăm bón để hạn chế tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng, giúp vườn cây phát triển bền vững. Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 2 tháng 4 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam.